được xem như là huấn luyện viên của các cầu thủ áo vàng. Dứt điểm không được, một tình huống ra chân rất tốt đến từ Vietcombank Nghi Sơn, không có gì làm khó được thủ thành bên phía các cầu thủ FC BVcombank. Một tình huống phản xạ xuất sắc các cầu thủ FC BVcombank. Một đường chuyền dài không được và trận đấu này được tiếp tục. Và dường như thì các cầu thủ FC Vietcombank Nghi Sơn họ vừa mới có sự thay đổi người, khi mà cầu thủ số 14 đó là Lê Dương cũng đã được tung vào sân. Một tình huống ra chân hết sức nguy hiểm đến từ cầu thủ bên phía BVcombank. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá biên dành cho BVcombank, không được. Pha bóng lên là rất nhanh, cơ ơi, không được. Một tình huống ra chân rất nhanh đến từ cầu thủ FC BVcombank. Và trận đấu của chúng ta thì vẫn đang được phát trực tiếp trên fanpage TH Media và fanpage Công đoàn Ngân hàng Thanh Hóa. Với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ nhất, và sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho BVcombank, đường chuyền vào không được, dứt điểm khá nguy hiểm. Một tình huống ra chân là rất nhanh đến từ cầu thủ số 11 năm 2024. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì tỷ số đang là không đều, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ hai này sẽ có bàn thắng dành cho BVcombank và các cầu thủ FC Vietcombank Nghi Sơn. Xóa bóng là tốt hơn so với Vietcombank Nghi Sơn, đường chuyền vào, một tình huống căn ngang khá nguy hiểm đến từ cầu thủ số 19 bên phía các cầu thủ FC BVcombank. Đá biên, người có một tình huống chuyền bóng vừa rồi đó là Văn Tuấn, dứt điểm bằng chân trái không được. Một tình huống ra chân rất tốt đến từ các cầu thủ bên phía BVcombank. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống xoay người và tung ra một pha dứt điểm rất tốt thay người, đó là cầu thủ số 88 Lê Văn Hùng. Và dường như người rời sân đó là cầu thủ số 18. Như vậy bất ngờ đã được xảy ra khi mà các cầu thủ bên phía BVcombank họ đã có được bàn thắng. Một tình huống đá biên và sau đó là một tình huống áp sát tốt đến từ Đào Trọng Lộc để mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía BVcombank. Và chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống làm bàn vừa rồi. Một đường chuyền và người ghi bàn đó là Đăng Sơn, cầu thủ số 11. Đã có hai điểm chạm đến từ Trọng Lộc và Đăng Sơn. Cần phải sự cố gắng rất nhiều đến từ các cầu thủ FC Vietcombank Nghi Sơn. Đường chuyền vào, đánh đầu không được. Một tình huống áp sát và đánh đầu hết sức nguy hiểm. Hồng Thành còn là một chốt chặn và một cầu thủ cũng đang thi đấu rất nhiệt huyết bên phía các cầu thủ FC BVcombank. Đường chuyền vào, đánh đầu không được. Đó là Tuấn Linh, hậu vệ cánh phải bên phía các cầu thủ FC Vietcombank Nghi Sơn. Áp sát rất nhanh, Tuấn Linh. Tiếp tục là Tuấn Linh, không được. Một tình huống phá bóng an toàn, Nhật Minh, dứt điểm không được. Khá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía Vietcombank Nghi Sơn. Tình huống đá phạt góc dành cho BVcombank. Đó là một tình huống băng lên và dứt điểm khá nguy hiểm đến từ Hồng Thanh. Sau tình huống đá phạt góc đến từ Trọng Hoàng, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống băng lên, dứt điểm rất nhanh đến từ Hồng Thanh. Một tình huống ném bóng lên rất mạnh, đường chuyền tốt, cơ hội dành cho các thủ bên phía BVcombank không được. Một tình huống ra chân rất nhanh đến từ Đăng Sơn, sau một đường chuyền rất tốt đến từ Trọng Lộc, Đăng Sơn cũng đã có một tình huống dứt điểm một chạm rất nhanh. BVcombank đã chơi rất tốt, dứt điểm không được. Một đường chuyền là khá nguy hiểm đến từ thủ thành Văn Thuấn. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền dài vừa rồi và đã có một tình huống ngả bật đèn không thành công. Sẽ còn cơ hội dành cho Vietcombank Nghi Sơn hay không? Phút bù giờ thì thứ năm rồi, một đường cướp bóng rất nhanh, sẽ có cơ hội phản công dành cho các thủ bên phía BVcombank. Không được, một đường căn ngang khá nguy hiểm đến từ Trọng Lộc. Tuấn Linh không được, áp sát rất tốt đến từ Văn Quyết. Như vậy đúng lúc này thì tiếng còi trọng tài đã kết lên và xin được chúc mừng các thủ FC BVcombank, họ đã giành được một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các thủ FC Vietcombank và giành được tấm vé vào chơi trận tứ kết. Và một lần nữa xin chúc mừng các thủ FC PVcombank, một lối chơi rất quả cảm đến từ các thủ áo vàng trong trận đấu ngày hôm nay.